Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn sự Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự Việt để đón xem clip mỗi tuần. Mười ông vua tai tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam, phần 1. Vì thói đam mê hưởng lạc, chỉ trong ít năm, nhiều vị vua đã phá tan nát cơ đồ mà các bậc tiền bối dày công xây dựng trong cả thế kỷ. Lê Long Đĩnh bạo ngược. Lê Long Đĩnh sinh năm 986, mất năm 1009, là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam. Trong chính sử, ông được mô tả là người bạo ngược, tính hay chém giết ác bằng kiệt trụ ngày xưa. Ông nổi danh vì những thú vui tàn ác như tra tấn tù binh bằng các cách thức man dợ, lấy mía để trên đầu nhà sư mà róc cho tóe máu. Do sống dâm dục quá độ nên Lê Long Đĩnh mắc bệnh trĩ nặng đến mức không ngồi được. Đến buổi chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngoạ triều. Cái chết của ông ở tuổi 24 dẫn đến việc chấm dứt nhà Tiền Lê, quyền lực rơi vào tay nhà Lý. Giới sử học Việt Nam gần đây đã có những cách nhìn khác về vị vua tai tiếng này, cho rằng ông đã bị các sử gia thời sau bôi nhọ để phục vụ ý đồ của nhà cai trị. Trên thực tế, nhiều nguồn sử liệu khẳng định Lê Long Đĩnh là người trọng vọng Phật giáo và là ông vua đầu tiên cử người đi lấy kinh Đại Tạng về cho Việt Nam. Ông cũng được coi là một ông vua có tư duy kinh tế và một nhà quân sự có kinh nghiệm với 6 lần trực tiếp cầm quân ra trận. Một vị vua như vậy thì không thể là người ham mê sắc dục đến bỏ bê chính sự và bệnh nặng đến mức liệt giường. Lý Cao Tông phá nát cơ đồ nhà Lý. Lý Cao Tông sinh năm 1173, mất năm 1210, là vị vua thứ 7 của nhà Lý. Lên ngôi từ năm 3 tuổi và giữ được ngôi đến khi trưởng thành. Ông đã trở thành vị vua đẩy triều Lý vào sự suy sụp. Khi còn nhỏ, Cao Tông là người ngoan lành. Song khi lớn lên bắt đầu trực tiếp cầm quyền trị nước lại sinh ra ham mê săn bắn. Chính sự pháp luật không rõ ràng, vơ vét của dân xây nhiều cung điện, bắt trăm họ xây dựng phục dịch nên trộm cướp nổi lên khắp nơi. Năm 1189, ông đi du hành khắp các nơi trong cả nước. Đi đến đâu mà có thần linh lại cho xây dựng đền miếu. Năm 1197 cho xây dựng cung nghênh thiềm. Năm 1203 lại tiếp tục cho xây dựng hàng loạt cung điện khiến trăm họ khốn khổ. Năm 1208 trong nước xảy ra đói kém, người chết đói hàng loạt. Trong lúc ấy thì vua vẫn song chơi vô độ, xây đền đài không ngớt, nghe ngoài thành có trộm cướp thì lại lờ đi như không biết. Do chính sự rối ren, lòng dân oán hận, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và ly khai của các hào trưởng địa phương nổ ra. Bên cạnh đó, nhà Tống còn xua quân sang quấy nhiễu biên giới Đại Việt, khiến nhân dân phải chạy loạn vô cùng khổ sở. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định về Lý Cao Tông như sau. Vua chơi bời vô độ, chính sự hành pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi như ong, đói kém liền năm, cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy vong. Trần Dụ Tông mở đầu sự sụp đổ của nhà Trần. Trần Dụ Tông sinh năm 1336, mất năm 1369, là vị vua thứ 7 của nhà Trần. Ông lên ngôi hoàng đế khi còn thơ ấu. Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông điều hành triều chính, đất nước ổn định. Sau khi Minh Tông qua đời, Dụ Tông đích thân chấp chính và triều đại của ông đánh dấu sự mở đầu của quá trình suy yếu của vương triều nhà Trần. Vua Dụ Tông ham chơi bời, mê đàn hát, thường sai các vương hầu và công chúa bày tiệc đóng trò hát tuồng cho vui, ai diễn hay thì được thưởng. Mặc dù phép tắc nhà Trần rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông lại thích trò này, chiêu tập các nhà giàu vào cung đánh bạc cùng vua. Ông cũng nghiện rượu và thích rủ các quan cùng uống thi, ai uống thắng được ông thăng chức. Trần Dụ Tông còn sai phu xây cất nhiều cung điện
đào hồ ở vườn trong hậu cung, trong hồ xây đá làm núi, trồng nhiều cây cỏ lạ và nuôi chim thú quý. Sau đó, ông lại sai làm hồ con, lệnh cho dân ra biển chờ nước mặn đổ vào hồ và thả cá biển đổi mồi vào nuôi. Vua thích chơi bời và không nghe lời các trung thần. Các quý tộc cũng hưởng ứng theo vua, khiến triều đình càng rối nát. Do bỏ bê nông nghiệp nên trong nước xảy ra mất mùa nhiều năm. Bị siêu cao thuế nặng, dân trong nước oán thán nổi lên làm loạn. Mặc dù các cuộc nổi dậy bị dẹp, nhưng nhân tài vật lực trong nước bị hao tổn, kho tàng trống rỗng. Do tình hình trong nước ngày càng rối ren, Chiêm Thành ở phía Nam nhiều lần thừa cơ đánh cướp và tỏ ra coi thường người Việt, ngang ngược cử sứ giả sang Đại Việt để buộc vua Trần phải cống. Sau khi Trần Dụ Tông mất, khi ở tuổi 34, nhà Trần tiếp tục lao xuống vực thẳm của sự suy vong. 10 ông vua tai tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Phần 2. Hưng bị mất ngôi năm 1788. Ông đã sang cầu viện nhà Thanh, đem quân sang đánh Quang Trung với hy vọng trở lại ngai vàng. Sau khi hoàng đế Quang Trung tức Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc Hà, quét sạch 29 vạn quân Thanh, Lê Chiêu Thống lại phải theo đám bại quân chạy sang Trung Quốc. Vẫn chưa thôi mộng phục quốc, Chiêu Thống lại tiếp tục xin nhà Thanh cho quân cứu viện. Nhưng nhà Thanh phần sợ Quang Trung, phần đã ngán ngẩm việc chinh chiến nên chỉ hứa háo mà không cho quân. Thất vọng và chán nản, Lê Chiêu Thống lâm bệnh rồi qua đời năm 1793 và được nhà Thanh chôn theo nghi thức tước công. 10 ông vua tai tiếng nhất lịch sử Việt Nam. Phần 3. Vua háo sắc. Có những vị vua mãi mãi lưu tiếng xấu trong sử sách vì sự luồn cúi trước thế lực ngoại bang. Mạc Hậu Hợp phá nát cơ đồ vì háo sắc. Mạc Hậu Hợp sinh năm 1560, mất năm 1592, là vị vua thứ 5 của nhà Mạc thời Nam Bắc Triều trong lịch sử Việt Nam. Khi lên ngôi, ông mới được 2 tuổi. Việc triều chính do hai ông chú là Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng phụ tá. Khi trưởng thành, Mạc Hậu Hợp trở thành một vị vua sống xa hoa, trụy lạc, kiêu ngạo, không quan tâm chuyện triều chính, hay nghe xiểm nịnh, ít lắng nghe lời bàn luận, khuyên can của các bậc lương thần. Thế và lực của nhà Mạc dưới thời Mạc Hậu Hợp ngày càng sa sút. Đặc biệt, chính thói hoang dâm hiếu sắc của Mạc Hậu Hợp đã đẩy cơ nghiệp của nhà Mạc đến chỗ suy vong. Để thỏa mãn dục vọng của mình, Mạc Hậu Hợp đã không ngần ngại mưu giết bể tôi, đoạt mỹ nhân. Do thích vợ của viên trấn thủ Nam Đạo Sơn quận công Bùi Văn Khuê, ông đã lên kế hoạch giết danh tướng này để cướp vợ. Kế hoạch bị đổ bể khiến Bùi Văn Khuê đem quân quay sang quy phục nhà Lê và chúa Trịnh Tùng. Theo gương Bùi Văn Khuê, hơn 10 tướng nhà Mạc cũng bỏ Mạc Hậu Hợp để chạy sang phe Lê Trịnh. Điều này khiến quân Mạc suy yếu nghiêm trọng và bị quân Trịnh Tùng đánh tan tác sau đó không lâu. Mạc Hậu Hợp phải bỏ kinh thành trốn chạy nhưng không thoát. Cuối cùng đã bị Trịnh Tùng treo sống 3 ngày rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề. Sau đó đem đóng đinh vào 2 con mắt, bêu ra ngoài chợ 5 ngày. Vương triều Mạc đã chấm dứt cùng với cái chết của Mạc Hậu Hợp. Đồng Khánh, con rối của người Pháp. Đồng Khánh sinh năm 1864, mất năm 1889, là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Nguyễn, tại vị từ năm 1885 đến năm 1889. Ông nổi tiếng là một vị vua bù nhìn thân Pháp. Sau khi được đưa lên làm vua, tất cả mọi việc người Pháp yêu cầu, Đồng Khánh đều răm rắp nghe theo. Không chỉ công khai thừa nhận nước Pháp là thượng quốc, ông vua này còn khen thưởng những quan lính Pháp có công đàn áp phong trào yêu nước của người Việt. Không dừng lại ở đó, Đồng Khánh còn nhượng đất để thực dân Pháp mở rộng đồn mang cá và ký hiệp ước biển các hải cảng quan trọng của Việt Nam là Hải Phòng và Đà Nẵng thành nhượng địa của Pháp. Để ban thưởng cho sự ngoan ngoãn của Đồng Khánh, người Pháp cho ông được hưởng thụ một cuộc sống cực kỳ xa hoa với những buổi tiệc tùng hoành tráng, những bộ trang phục khảm ngọc sắc vàng. Theo yêu cầu của Pháp, vua Đồng Khánh đích thân ra tận Quảng Bình để dụ vua Hàm Nghi và các quan tùy tùng chống Pháp về hàng.
hứa là sẽ cho cai trị ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhưng không thành công. Thực dân Pháp cũng bố trí cho Đồng Khánh ra Bắc Hà để lấy lòng dân chúng nhưng bị dư luận phản ứng gay gắt, nên đến Quảng Bình thì ông vua Bù Nhìn lấy cớ ốm đau trở về kinh đô. Cuộc đời của Đồng Khánh chấm dứt ở tuổi 25 trong sự bàng quan của người đời. Khải Định, ông vua Lỗ Lăng. Vua Khải Định 1885-1925 là vị vua thứ 12 của nhà Nguyễn. Cũng như cha mình là Đồng Khánh, ông được biết đến như một ông vua Bù Nhìn, tay sai đắc lực của thực dân Pháp trong kế hoạch cai trị Đông Dương. Trước khi lên làm vua, Khải Định được người đời biết đến như một kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên bị thua, có khi phải cầm bán cả những đồ dùng và người hầu hạ. Khi đã lên ngôi, ông bị đánh giá là một vị vua chỉ ham chơi bời. Khải Định rất chuộng trang điểm, ăn mặc loè loẹt. Ông tự sáng chế ra những bộ y phục mới cho mình và cho cả quan hộ vệ. Do không tuân theo y phục hoàng bào truyền thống của các vua chúa, ông thường bị đả kích trên báo chí đương thời. Ông cũng cho xây dựng nhiều công trình xa hoa, nổi tiếng nhất là lăng của chính ông bị nhiều người chê là có kiến trúc lai căng. Tháng 5 năm 1922, Khải Định sang Pháp dự hội chợ thuộc địa ở Marseille. Đây là lần đầu tiên một vị vua triều Nguyễn công du chính thức ra nước ngoài. Chuyến đi này đã làm dấy lên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm phản đối ông. Tại Pháp, trên tờ báo Người Cùng Khổ, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc có một loạt bài chế giễu Khải Định, trong đó có chuyện ngắn Vi Hành và còn viết vở kịch Con Rồng Tre diễn ở ngoài ô Paris. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh đã gửi thất điều trần một bức thư dài trách Khải Định bảy tội. Tháng 9 năm 1924, từ Pháp về, Khải Định còn lo tổ chức lễ tứ tuần đại khánh rất lớn và tốn kém, bắt nhân dân khắp nơi gửi quà mừng. Sau lễ mừng thọ, ngân sách Nam Triều kiệt quệ, Khải Định cho tăng thêm 30% thuế điền, khiến sự phẫn nộ của dân chúng tăng lên ở khắp nơi. Khải Định ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất khi 40 tuổi. Theo tác giả Hoàng Phương từ website kiến thức.net.vn, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo.